ba mẫu FNS đi súng xính lên đường đến Việt Nam. Suzy, Suzon và Sunny có mặt tại Hà Nội đêm ngày 31 tháng 3. 5 thành viên còn lại bay sang Việt Nam trong sáng ngày 1 tháng 4. Chiều nay, ngày 31 tháng 3, Suzy, Suzon và Sunny đã có mặt tại sân bay Incheon, Hàn Quốc để đáp chuyến bay sang Hà Nội. 5 thành viên còn lại, vì lý do công việc sẽ bay sau và có mặt tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 1 tháng 4. FNSD sẽ biểu diễn trong chương trình đồng hành Going Together Concert mừng quan hệ ngoại giao 25 năm Việt Nam, Hàn Quốc. Đại nhạc hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào tối ngày 1 tháng 4. Ngoài FNSD còn có sự góp mặt của các sao Hàn FNSD, NCT và Lý Thức, Super Junior. Người hâm mộ chụp chụp được nhiều hình ảnh đáng yêu của ba thành viên FNSD tại sân bay. Suzon nổi bật với váy midi kim tuyến phối cùng khoác bó oversize đi. Cô nàng vẫy tay cười rất tươi chào fan. Sunny khiến người hâm mộ tan chảy vì nhiều biểu cảm cực đáng yêu. Suzy khoe phong cách thời trang giản dị nhưng rất khun với laser mix quần jean và bút, tôn chọn vóc dáng gọn gàng, cân đối. Ngọc trai đen xinh đẹp trong mọi góc hình. Thiên Thiên.